Chào các bạn, bữa nay mình xin hướng dẫn các bạn cách có thể tìm kiếm việc làm tại ngườivietoi.com nha. Gần đây mình nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi về những việc làm được post trên nền tảng Người Việt ơi như việc làm ở đâu, việc làm như thế nào và việc làm có thật hay không. Nhân cơ hội này mình xin thưa với các bạn rằng những việc làm trên nền tảng đều hoàn toàn là người thật việc thật. Mình nhận thấy người Việt chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự và tìm kiếm việc làm. Những ngành nghề không đòi hỏi quá nhiều tiếng Anh như ngành nail, tóc, nhà hàng, chăm sóc người già, con nít thực sự đang gặp rất là nhiều khó khăn. Và đặc biệt là những bạn đang sinh sống tại những thành phố không có đông người Việt. Vì thế mình xây dựng lên Người Việt ơi và sử dụng công nghệ để có thể giúp giải quyết một phần nào đó những khó khăn mà người Việt chúng ta đang gặp phải. Cụ thể ở đây là những việc làm ở đây đều là do mình và những bạn đang làm việc cho Người Việt ơi tiếp cận những anh chị đang tìm kiếm nhân sự, xin phép để mà có thể mang những việc làm đó post lên trên nền tảng. Nên các bạn có thể tin tưởng rằng những việc làm trên nền tảng Người Việt ơi là hoàn toàn là người thật việc thật nhé. Phần mở đầu có hơi dài nên bây giờ mình sẽ vào chi tiết cách tìm kiếm việc làm trên nền tảng Người Việt ơi nha. Nếu các bạn đang sử dụng điện thoại thì có thể lựa chọn cái nút hình chữ I tại góc bên phải màn hình và lựa chọn Find Job. Để có thể cập nhật việc làm trên nền tảng của Người Việt ơi, các bạn sẽ lựa chọn Find Job ở góc bên phải màn hình. Tại trang tìm việc, các bạn có thể thấy đang có rất nhiều việc làm đang được list trên nền tảng. Các bạn có thể nhìn vào một cái post và biết được rằng đây là việc làm đẹp tại Tempe, Arizona. Bên cạnh đó là việc làm nhà hàng tại Spring, Texas. Thì ở đây có rất là nhiều việc làm các bạn có thể tìm kiếm và ứng tuyển. Ở góc bên trái màn hình, các bạn có thể thấy hiện tại đang có 177 kết quả tượng trưng cho 177 việc làm đang active trên website. Những việc làm ở đây sẽ được hiển thị dựa trên thời gian post. Việc làm được cập nhật gần nhất sẽ hiện thị lên trước và những việc làm post vài ngày trước đó sẽ hiện thị ở phía dưới. Để truy cập vào những việc làm đã được cập nhật trước đó, bạn có thể lựa chọn mũi tên hướng về phía bên phải tại đây. Nhấn vào mũi tên hướng này, bạn sẽ truy cập vào việc làm ở những trang thứ 2, thứ 3 và những trang tiếp theo đó. Đây là những điều tổng quan về việc điều hướng việc hiển thị việc làm. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng những tính năng để có giúp các bạn có thể tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn nữa. Đầu tiên, các bạn có thể lựa chọn việc làm theo lĩnh vực ngành nghề bằng cách lựa chọn Filter By. Ngay tại đây, khi bạn nhấp vào Filter By sẽ có một cái list được hiển thị ra. Hiện tại bên mình đang hỗ trợ cho 10 ngành nghề mà người Việt mình đang làm nhiều nhất. Bạn có thể lựa chọn một ngành nghề bạn có hứng thú làm việc. Ở đây mình sẽ lựa chọn nhà hàng. Và thế là trang sẽ trả về những việc làm liên quan về nhà hàng mà các bạn có thể lựa chọn. Bước tiếp theo, bạn có thể lựa chọn thành phố bạn muốn kiếm việc làm bằng cách lựa chọn By Location. Ở đây bạn có thể thấy có một cái box, bạn có thể nhập tên thành phố hoặc tiểu bang bạn đang sinh sống. Mình sẽ lựa chọn San Diego vì hiện tại mình đang ở San Diego nhé. Sau đó mình sẽ nhấn Enter. Vậy là trang sẽ trả về tất cả những việc làm tại San Diego cho các bạn tha hồ mà lựa chọn. Ngoài ra, nếu bạn chỉ quan tâm việc làm tại San Diego mà không quan tâm đến ngành nghề cụ thể, bạn chỉ đơn giản là nhấn vào chữ Restaurant tại đây và như thế bay sẽ hiển thị tất cả những việc làm tại San Diego. Đây là những tính năng căn bản giúp bạn có thể tìm kiếm việc làm dễ dàng. Ngoài ra, mình cũng có xây dựng thêm một tính năng giúp bạn tiếp nhận việc làm dễ dàng hơn bằng cách các bạn kéo xuống đây có thể thấy phần Job Notification. Tính năng này hoạt động theo cơ chế quan sát, có nghĩa là khi bạn cho hệ thống biết bạn đang tìm việc tại thành phố nào thì khi có việc làm ngay tại thành phố đó được cập nhật, hệ thống sẽ thông báo tới cho bạn qua email. Thêm vào đó, khi bạn sử dụng tính năng Notification này, bên mình sẽ gửi email về những việc làm mới vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần tới cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể lựa chọn Schedule Job ở bên Time Notification này để có thể quan sát tất cả những việc làm tại thành phố bạn đã lựa chọn. Như vậy bạn sẽ chủ động hơn rất là nhiều trong việc cập nhật việc làm mới. Vậy là hiện tại chúng ta có hai tính năng. Thứ nhất là tính năng tìm việc dựa vào ngành nghề và vị trí. Thứ hai là tính năng nhận thông báo việc làm. Với hai tính năng này, mình hy vọng sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng hơn cho việc quá trình tìm kiếm việc làm của mình, cũng như có thể kết nối những bạn đang tìm người và tìm việc lại với nhau. Chúc bạn có một cuộc sống dễ dàng hơn tại Mỹ.